Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu một cái cây cây trừ nợ, cây mà giang hồ hay gọi là xin lỗi nhá, gọi là giang hồ cho hay một tí thôi. Anh em hay gọi là cây trừ nợ đấy các bạn. Và ở những cái video trước tôi có làm về cái cây dạ cẩm ấy thì nhiều anh em thắc mắc bảo cây này là cái cây trừ nợ. Thì hôm nay tôi ra đây trực tiếp cho các bạn xem về cây dạ cẩm với lại cây trừ nợ là cây như thế nào nhé các bạn nhé. Đây, mời các bạn đi theo tôi. Hai cây này là hai cây leo nên là chúng ta rất dễ nhìn thấy. Đây, đây các bạn, đây ạ. Thưa các bạn, đây là cây trừ nợ đây. Đó, rồi để tôi đi tìm cái cây dạ cẩm cho các bạn xem, để cho các bạn là phân biệt rõ hơn. Tại vì là nhiều anh em cứ thắc mắc bảo cây này là cây trừ nợ, mà vừa nãy tôi chưa nói với các bạn cái cây này là cây gì, chỉ bảo là cây trừ nợ. Đây các bạn, đây cái này thì thực ra tôi cũng không muốn đụng vào đâu. Đó, các bạn biết rồi đấy. Đây, xin lỗi các bạn là tôi đang dùng cái cam hành trình cho nên là tôi không thể zoom được. Đó, đây chính là cái cây lá ngón đây các bạn này. Đấy, mùa này không phải là mùa ra hoa của nó nhé, hoa nó màu vàng. Đây, đó, đây chính là cây lá ngón. Và cây này là một cái cây thuốc nữa các bạn. Đấy, lá ngón đây là một cái cây thuốc nhưng mà nó là một cái cây thuốc độc. Đó, còn ở bên đây, bên này đây, tôi vừa hái được một cái, vừa nhổ được một cái cây dạ cẩm đây. Cây này là một cây thuốc đây các bạn. Các bạn thấy rễ của nó màu vàng chưa ạ? Đấy, rễ của nó màu vàng nhé. Xong là đây, hôm nay tôi có cả rễ, có cả lá và cả hoa đây để so sánh cho các bạn, để cho các bạn thôi đi cái sự thắc mắc và các bạn bình luận cho tôi hay hơn. Đây các bạn, đấy các bạn thấy chưa ạ? Đây có hai cây. Đầu tiên là tôi giới thiệu cái cây này là cây đây, cái này cây lá ngón này. Đấy, nó lên dạng là cây dây leo nhé các bạn. Đây này, dây của nó đây này. Đấy, dây leo. Và cái cây dạ cẩm này, cây này cũng là một cây dây leo này các bạn này. Nhưng mà các bạn hình dung lá của nó này. Đây, so sánh luôn để cho các bạn thấy. Đó, đấy các bạn thấy chưa ạ? Lá của nó khác nhau một trời một vực luôn nhé các bạn. Đây, lá của cây dạ cẩm nó như thế này này, và của cái cây lá ngón nó như này này. Đấy các bạn thấy chưa? Hai cái lá này nó, các bạn thấy khác nhau chưa? Nhìn của cây lá ngón nó sẽ bóng hơn cây. Đây, lá của cây dạ cẩm nó có những cái gân, gân lá, nó gọi là lóm xuống nhỉ. Tôi cũng gọi là rất là bí từ. Đây. Và đây là hoa của cây dạ cẩm này các bạn này. Đó. Tôi xin lỗi là tôi đang dùng cam hành trình nên là không thể zoom được. Và độ lấy nét của nó thì cũng hơi yếu. Nhưng mà đây các bạn nhìn rõ. Đấy. Và cái cây dạ cẩm thì đây chúng ta như này không sao. Nhưng mà tuyệt đối là cái cây này này, cây lá ngón này thì tôi không dám dùng tay. Đó. Đây không biết là cái gì. À đây là ta phát cỏ. Phát phải đây thôi, không phải là cái gì ăn. Đấy, để cho các bạn
bớt đi cái sự thắc mắc về cái cây dạ cẩm này. Nhiều bạn bảo là tôi giới thiệu cái cây dạ cẩm này là giới thiệu cây lá ngón để cho anh em gọi là làm thuốc chữa dạ dày ấy, viêm loét dạ dày ấy. Đó, thì hôm nay tôi lên rừng tôi hái thuốc thì tiện thể ở đây tôi thấy cái cây lá ngón này thì tôi giới thiệu luôn cho các bạn. Đây các bạn, đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, lá ngón này, lá của nó to hơn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Lá to hơn này. Còn về cây dạ cẩm thì lá nó bé hơn. Và đây, nó có hình elip hơn. Đây này, dài hơn đấy. Đó. Rồi. Đây, các bạn đã bớt thắc mắc rồi ạ. Nếu mà các bạn nào mà còn thắc mắc nữa thì tôi cũng xin xin chịu các bạn. Không biết là các bạn đã từng thấy cái cây dạ cẩm hay là thấy cây lá ngón chưa. Đấy mà nhiều bạn bảo là hai cây, bảo là cái cây mà tôi giới thiệu là cây lá ngón. Đây, cây lá ngón nó là như này nhé các bạn nhé. Đấy, lá ngón này, dạ cẩm này. Đấy các bạn rõ chưa ạ? Thì cây lá ngón này thì thật ra thì chúng ta cũng lấy cái khi mà ở chỗ nào bị ngứa quá thì chúng ta lấy lá của nó vò 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 xong là chúng ta phải đeo gang vào, chúng ta vò xong gọi là lau những cái chỗ mà bị ngứa đấy thì nó cũng khỏi rất tốt. Là theo kinh nghiệm của một số người đã dùng cái cây này. Nhưng mà tôi thì tôi không dám. Đấy. Tôi không dám. Và còn cái tác dụng của cây này thì chắc hẳn là các bạn đã biết rồi. Tôi cũng nói nhiều rồi. Đấy. Trị viêm loét dạ dày. Đấy. Hang vị dạ dày. Trào ngược dạ dày. Dùng cây này nó rất là tốt. Đấy. Hành tá tràng. Nói chung là các loại liên quan đến dạ dày thì chúng ta dùng cái cây dạ cẩm này nó rất tốt. Đấy. Và ngoài ra thì cây này là chữa loét mồm. Những cái trường hợp nào mà mồm lưỡi sưng lở loét thì chúng ta lấy cây này chúng ta đun về. Xong là chúng ta ngậm nước nó. Đấy. Và đặc điểm này, rễ của nó màu vàng này các bạn này. Đấy, nhiều anh chị bảo hỏi xem tôi rễ có phải màu vàng không thì tôi cũng xin thưa là rễ của nó màu vàng đấy các bạn nhé. Đấy. Đây. Thì cái đợt trước mà tôi có làm video thì tôi không nhổ, tôi không lấy rễ của nó. Tại vì là khi mà mình nhổ ấy, mình nhổ đi một cây thì nó sẽ không thể nào mà còn nữa. Và phải mất rất là nhiều thời gian thì nó mới có thể sản sinh ra một cái nhánh mới. Nên là thường thường là tôi không nhổ. Và hôm nay thì tôi giải đáp cái thắc mắc của tất cả các bạn mà có những cái ý kiến thắc mắc về cái cây dạ cẩm này. Bảo cây này là cây lá ngón thì hôm nay thì tôi mới nhổ cái cây này để cho các bạn biết. Đấy, để cho các bạn biết chính xác hơn cái cây dạ cẩm nó như thế nào và cây lá ngón nó như thế nào. Đấy, để cho các bạn dễ phân biệt hơn. Để sau này các bạn khi mà các bạn bị tức là những cái trường hợp mà chúng ta bị dạ dày chẳng hạn thì các bạn có thể lấy cái cây này này. Đấy, các bạn có thể lấy cây dạ cẩm này, các bạn thái xong phơi khô để mà sắc uống để chữa cái bệnh dạ dày của các bạn. Và tuyệt đối các bạn không nên lấy cái cây này nhỉ. Đấy, các bạn không nên lấy cái cây không nên lấy cây lá ngón này để mà làm thuốc nữa các bạn. Đấy là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn để mà phân biệt được hai cây này. Đấy, một là cây dạ cẩm này, hai là cây lá ngón này. Đó. Chúng ta thấy là lá của nó rất là khác nhau này. Một bên thì lá nó tròn hơn, nó to hơn và một bên lá của nó bé hơn và nó dài hơn và gân lá nó ta nhìn rõ hơn. Đó. Rồi. Và rễ của cây đấy, màu của cây dạ cẩm này là dạ cẩm nó màu tím này. Đấy, dạ cẩm tím này. Và rễ này. Đấy, tím này. Và rễ của cái cây dạ cẩm nó màu vàng đấy các bạn. Còn cái cây lá ngón này thì
Cái này thì tôi không biết rễ của nó như nào, tại vì tôi cũng chưa từng nhổ bao giờ. Đấy, đây là nói một chút cho các bạn biết. Clip hôm nay chỉ thế thôi. Nhưng mà các bạn thấy hay ý nghĩa thì các bạn để lại cho tôi một like, đồng thời chia sẻ cho nhiều người cùng xem để nhiều người phân biệt được cái bên nào là cây dạ cẩm, bên nào là cây lá ngón. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn thấy hay thì để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút đăng ký ở phía dưới và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn tất cả các bạn.